Giảm cân bằng rau diếp cá được đánh giá có thể giảm ngay 1-4 kg trong 3 tuần sử dụng. Thế nhưng, rau diếp cá có thực sự đem lại tác dụng giảm cân như mong muốn? Ngoài ra, cách dùng như thế nào để mang lại hiệu quả và đảm bảo an toàn thì không phải ai cũng nắm rõ. Y ngắn, thành phần rau diếp cá chứa bao nhiêu calo? Diếp cá hay dấp cá là loại rau có tính mát, không độc và mang tới rất nhiều giá trị dinh dưỡng nên được dùng rất phổ biến. Bên cạnh tác dụng làm đẹp da, rất nhiều người còn truyền tai nhau cách giảm cân bằng rau diếp cá giúp lấy lại vóc dáng thon gọn. Theo công bố, cứ 100g rau diếp cá chỉ chứa 17 kcal, tuy nhiên hàm lượng chất xơ, vitamin và nước trong loại rau này lại tương đối cao. Rất hợp với những người đang giảm béo, với hàm lượng dinh dưỡng cao, bên cạnh tác dụng giảm béo thì rau diếp cá còn mang lại lợi ích thanh nhiệt, tiêu trừ độc tính cũng như tăng miễn dịch cho cơ thể. Với chị em phụ nữ sau sinh, ăn rau diếp cá còn hỗ trợ lợi sữa, ngừa huyết trắng và giúp đẹp da, với lượng calo thấp cùng với những lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe. Ăn rau diếp cá giảm béo là giải pháp được nhiều người tin dùng. 2. Tác dụng của rau diếp cá giảm cân như thế nào? Như đã đề cập, bên cạnh việc làm đẹp da và hỗ trợ cơ thể khỏe mạnh, rau diếp cá còn có tác dụng giảm cân. Vậy thực hư tác dụng giảm cân bằng cây rau diếp cá ra sao? Các chuyên gia cho biết rau diếp cá giúp giảm béo bởi tính mát cùng rất nhiều các loại vitamin sở hữu. Đặc biệt là vitamin C. Vitamin C trong diếp cá giúp thúc đẩy tiêu hóa hoạt động tốt, hỗ trợ đốt cháy mỡ thừa hiệu quả. Việc ăn rau diếp cá sẽ giúp tăng vitamin, chất xơ cần thiết cho cơ thể. Chưa kể, loại rau này sẽ giúp cơ thể no lâu, giảm thiểu phát sinh các cơn thèm ăn vặt. Với cơ chế này, cơ thể có khả năng giảm thiểu tối đa việc nạp năng lượng dư thừa trong ngày, giúp việc giảm béo dễ dàng có kết quả tốt nhất. Cùng với đó, nhờ tính thanh nhiệt giải độc, uống nước rau diếp cá giảm cân còn giúp làn da trở nên mịn màng và khỏe mạnh hơn. Với cơ chế tác động vượt trội, việc dùng rau diếp cá giảm béo chính là lựa chọn hoàn hảo, mang lại hiệu quả kép cho cả sức khỏe và làn da. 3. Gợi ý các thực đơn giảm cân bằng rau diếp cá. Có thể thấy, sử dụng rau diếp cá có khả năng ức chế cơn thèm ăn, giảm thiểu calo nạp vào cơ thể, nhờ đó mà giúp giảm béo tự nhiên, an toàn. Nếu chưa biết phải dùng rau diếp cá như thế nào cho hiệu quả, tham khảo ngay một số công thức dưới đây. Một, cách uống nước rau diếp cá đốt mỡ cấp tốc. Nước ép rau diếp cá là cách dễ thực hiện nhưng lại có thể mang tới hiệu quả giúp lấy lại vóc dáng lý tưởng. Các bạn có thể kết hợp cùng một chút mật ong để tạo nên loại thức uống thanh nhiệt, giải độc và hỗ trợ giảm béo tốt nhất. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng, cũng như những loại nước ép rau củ khác, cần sử dụng nước rau diếp cá ngay sau khi chế biến. Thực tế, việc để lâu sẽ làm nước mất chất, không còn hiệu quả. Bước 1. Chuẩn bị một nắm diếp cá. 2. Thìa mật ong, máy xay. Bước 2. Rửa sạch rau diếp cá, sau đó cho vào máy xay cùng 150ml nước lọc. Bước 3. Lọc lấy nước cốt rồi cho mật ong vào khuấy đều. Bước 4. Thêm một chút đá vào và thưởng thức trong ngày. 2. Công thức giảm cân với sinh tố rau diếp cá. Bên cạnh việc uống nước ép, các bạn có thể tham khảo thêm công thức làm sinh tố diếp cá. Việc chế biến rau diếp cá thành sinh tố sẽ mang lại lượng chất xơ cao hơn, nhờ đó đạt hiệu quả giảm béo tốt hơn. Thời gian đầu nước ép diếp cá sẽ có chút khó uống, tuy nhiên khi quen dần các bạn có thể sẽ cảm thấy nghiện món đồ uống này đấy nhé. Bước 1. Chuẩn bị một nắm rau diếp cá, mật ong, một hộp sữa chua không đường. Bước 2. Rửa sạch rau diếp cá rồi để ráo. Bước 3. Cho tất cả các nguyên liệu xay nhuyễn. Bước 4. Cho thêm một chút đá bào. Bước 5. Cho ra cốc thưởng thức trong ngày để giảm béo và làm đẹp da. 3. Cách lên thực đơn giảm cân với rau diếp cá. Bên cạnh cách giảm cân bằng uống nước rau diếp cá, các bạn nên bổ sung loại rau này vào các bữa ăn hàng ngày. Các bạn có thể ăn kèm loại rau này với các đồ ăn như gỏi rau, cháo, bún đậu hoặc ăn sống. Dưới đây là thực đơn ăn kiêng khoa học cùng rau diếp cá đảm bảo an toàn có thể tham khảo. Bữa sáng, một lát bánh mì, một cốc sữa đậu. Bữa trưa, một bát cháo yến mạch thịt nạc luộc, một đĩa rau, một cốc nước diếp cá. Bữa tối, một bát súp bí đỏ nấu thịt, một đĩa rau luộc. 4. Bí quyết giảm cân với món gỏi rau diếp cá. Món gỏi rau diếp cá là món ăn khá phổ biến, các bạn có thể thay thế món nước ép để đổi mới khẩu vị. Gỏi rau diếp cá vừa lạ miệng, vừa cấp đủ dưỡng chất giúp quá trình giảm cân đạt kết quả tốt hơn mà không bị thiếu chất dinh dưỡng. Bước 1. Chuẩn bị rau diếp cá, chanh, tôm hấp, gia vị, xà lách, gia vị. Bước 2. Rửa sạch rau diếp cá và xà lách rồi để ráo. Bước 3. Tôm bóc vỏ rồi trộn cùng rau diếp cá và xà lách. Bước 4. Cho chanh cùng gia vị vào rau và đảo đều. Bước 5. Sử dụng trong bữa ăn hàng ngày để đạt kết quả tốt nhất. 5. Bí quyết đốt mỡ nhanh bằng rau diếp cá và đậu xanh.
Sinh tố từ rau diếp cá và đậu xanh không chỉ bổ sung vitamin, khoáng chất mà còn giúp hỗ trợ cải thiện vóc dáng cũng như giúp da khỏe mạnh hơn trông thấy. Bước 1. Chuẩn bị một nắm diếp cá, đậu xanh, mật ong, nước lọc. Bước 2. Mang rau diếp cá rửa sạch, ngâm muối rồi xả lại. Bước 3. Mang đỗ xanh đi ngâm nước ấm trong 1 giờ rồi hấp chín. Bước 4. Cho rau diếp cá vào xay cùng mật ong. Bước 5. Lọc lấy nước rồi cho đậu xanh vào xay cùng nước lọc và nước ép. Bước 6. Cho hỗn hợp tạo được ra cốc và thưởng thức cùng một chút đá IV. Lưu ý khi ăn rau diếp cá giảm cân giúp đảm bảo an toàn. Mặc dù cách giảm cân bằng cây rau diếp cá là giải pháp an toàn, tuy vậy, để đảm bảo mang tới kết quả tốt nhất, người dùng cần lưu ý nắm rõ những lưu ý như một cách uống rau diếp cá đúng cách giảm cân. Theo khuyến cáo của các chuyên gia, diếp cá phải ăn sống thì cơ thể mới hấp thu đầy đủ được nguyên dưỡng chất. Do đó, các bạn chỉ nên dùng diếp cá tươi sống, tránh tình trạng cho vào nồi đun khiến dưỡng chất bị mất đi. Cùng với đó, cần chọn loại rau tươi, không bị sâu úa hay chất bảo quản để đảm bảo an toàn tốt nhất. 2. Nên uống vào thời điểm nào? Các chuyên gia dinh dưỡng cũng khuyến cáo thời điểm uống nước diếp cá giảm cân tốt nhất là trước bữa ăn nửa tiếng. Đây là thời điểm cơ thể dễ hấp thu dưỡng chất cũng như giúp no lâu, giảm thiểu nạp nhiều thực phẩm trong bữa ăn. 3. Ăn diếp cá hàng ngày có tốt không? Các chuyên gia dinh dưỡng cho biết các bạn có thể dùng rau diếp cá mỗi ngày miễn là vẫn đảm bảo cân bằng các nhóm chất khác. Đặc biệt, việc dùng rau diếp cá thường xuyên còn làm cho làn da trở nên khỏe mạnh hơn.